Có tiền đâu rồi? Cá chim kìa anh kìa, cá chim kìa. Cô chú chị về quê vợ tát ao, quê vợ Thái Bình. Các bác ạ, hôm qua đứng gà rồi, hôm nay tát ao. Cũng chỉ có ở Thái Bình thì mấy cái ao thì các bác ơi, chứ quê tôi ở trên Hà Tây Hà Nội thì không có đâu. Đấy, về Thái Bình thì thấy nhà nào cũng có một cái ao, mỗi nhà một cái ao, ít nhất là một cái ao. Đấy, dù nhỏ hay dù to. Thì hôm nay không ạ. Có cái ao, cái này chắc phải gần 200 mét không nhỉ? Gần 200 mét, rất là sâu. Bơm nước từ đêm qua đấy, nhưng cái máy bơm nó yếu quá, máy bơm nó hút không mạnh, ao sâu quá. Mà đấy, mấy từ cái mép đen đen kìa, bác nhìn cái bờ mép đen đen này. Đấy, xuống đấy nó khoảng độ hơn 1 mét rồi. Nó khoảng độ còn 50 phân nước nữa. Dự kiến đến chiều, chắc khoảng 4 giờ chiều mới bắt xong, bắt cá. Lâu lắm thì không tát. Cá bắt đầu nổi nổi này nhưng mà toàn là thấy rô phi thôi. Câu vẫn được, cá chép, cá chấm nhiều lắm, cá chim, các loại cá. Trôi, chép, chấm, chim. Rô phi thì không nói chuyện. Rô phi thì nó quá nhiều. Chiều hy vọng có được có con nào to to để làm tí cay cay. Quay các bác lại quá trình đấy, nó đang rút nước như này. Nó đang rút nước nhưng mà còn lâu lắm nó mới cạn. Các bác nhìn cái bờ chỗ đen đen nha, ướt ướt đấy. Đó là mức nước của nó đấy. Đấy, sâu đấy, sâu lắm. Các nhìn, hôm qua máy bơm nó còn mà, tất nhiên mà bơm là mà bơm tối hôm qua trong đến nửa đêm thì tắt đi ấy. Nhưng sáng nay nó lại đầy. Sáng nay mới cắm tiếp vì tối không ai trông thì cái máy bơm ấy. Đấy, hôm qua nó bơm còn mạnh lắm, nó còn đầy cái ống này, ống chắc hơn 100 người đấy, ống bằng ni lông, ống vải, ống bạt, nó hút nó không được mạnh. Cái máy bơm này chắc nó cũng công suất nó cũng yếu. Đấy, thì chiều chắc là được bắt cá rồi, lội bùn ao quê đây. Trải nghiệm chiều nay bẩn thỉu tí các bác nhé, nếu quay được thì quay cái quá trình anh em vầy bẩn và bắt cá các bác nhé. Đấy, giờ vào ăn cơm, bây giờ tới khoảng 11 giờ trưa rồi, vào ăn cơm thôi. 2 giờ là cạn. Ôi ôi, ủm đấy rồi, sâu thế không biết. Đấy, hở lưng ra đây. Ôi, hở lưng này, to như này. Dung ơi, mang đồ đấy Dung ơi, mang đồ đấy, mang thùng, mang ấy ra đây, cái gì để bắt, cũng bắt tay không bắt được đâu. Cầm xô ra đây nhanh. Cầm xô bắt tay không bắt được, quay hẳn một con cá như ấy thì chở nhé. Ồ, bố tiền đương ngang hơn nồng bạn cái thế nào. Bỏ vào kia không nó chết mất. Chết. Bỏ vào kia không nó chết mất. Chết. Bỏ vào chỗ đó, còn nó chết mất. Đấy, đúng rồi, chết mất. Chết. Chuyến này không ra đi chết, không biết chúng là tao lên tao ngủ rồi đó. Chết mất đi chết. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Này, bẩn mẹ hết rồi, bẩn hết rồi. Bẩn hết em rồi. À, cá chép to chưa này. Đấy. Bà làm cái thau to có nước nữa chứ. Không cần thau, cứ cho khô định được. Tại thôi. Ôi, toàn chép. Toàn chép à? Tha hồ ăn cá thôi. Toàn chép. Vợt mẹ cận đây, vợt đây này, sau bố, vợt đây sau bố này. Đâu,
Bật đây. Hả? Bật là đằng sau bố đây. Hiếu này lao động đâu về. Lấy bật đi. Bật không? Bỏ quá. Anh Điền nó bắt cái ống nữa thôi. Bắt ống nữa mà đi. Hết cá rồi à? Rồi hai cái này vào cái rổ tôi đã vào trên này được chưa? Đúng. Rồi cả cái xong, cả cái xong đi. Anh đây con nữa này. Đúng là này đúng không? Đúng là này, chưa đúng không? Anh tiền toàn vất đi đâu ấy? Ở đấy Hiếu vật nhanh mà, có cái vợt thế này. Vớt cái rổ lên mẹ ơi. Vớt rổ lên. Cứ vớt cứ thả thả xuống. Cho nó con nước vào đây. Đây cho tiền, đem đến đây cho. Lần đầu tiên làm nông dân nhá. Quay vào cái. Nè. Ông con đấy. 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 Ông con có con cá thê lai này không ạ? À? Cái này. Nó chắc nó vào thường đúng không? Không thường đấy này. Không lắm. Ít cá quá nhỉ? Ít cá có gì tiền đâu, muốn nhiều cá thì bắt không ạ? Cá đâu, nó mặc lâu, mà thuê mấy lưới thì thôi thôi. Ô đây này, Hiếu này, hiểu bao nhiêu tô này, con tô này. Thôi thua lên đi, không Hiếu, thua lên, không chết mất. Đưa rồi. Ô, con nghe à, đấy. Đây này, anh ơi, chỗ này đầy thế này. Lắng lên. Anh ngẩng nó chết mất. Lắng cái mũi thôi, lắng cái mũi lên trên đường. Cậu Hiếu đuối rồi, cậu không gọi được buồn nữa rồi. Cậu Hiếu đang đuối rồi. Không ai lao động mà. Đây này anh ơi, đây. Anh kìa, lên kia kìa, hai con kia kìa. Tháo hộp bắt kìa, nó vào cái bùn này kìa. Tiền tiền yếu lắm, vò tay đâu ấy. Đây là 30 tháng 4 về
Thái Bình du lịch sinh thái. Tôi có cái chuyện chết. Bỏ đây anh nói thêm đấy. Hai tay hai con. Thôi đưa cho ông mang lên đi, cho ông mang lên ông bà ra rồi. Thiếu ra đây thôi. Ôi kia hai con kia chết kìa. Mà trôi. Chép có bao nhiêu con câu hết rồi. Đây hai con kia nữa. Hai con kia nó ngủ đây. Đấy. Đấy. Anh ơi anh bắt hai con kia ra ủn nó chết mất kìa. Hai con ngã vào bùn nó chết mất. Thiếu mệt rồi, thiếu không thở. Anh ơi bắt hai con trên bùn chứ không chết. Thiếu giờ không lên được. Nó lại chuyển lên đây rồi. Ủa. Bố có ít còn thấy nhiều phết chứ nhỉ. Đèo ở góc chỗ Hiếu kìa, kìa vào đấy mà ấy kìa, mà trao kìa. Đi chuyển đây, đi chuyển đây. Wow, đây này, cá này. Ấn quay rồi nhìn, nhìn cái mặt cái. Thôi lên đi Hiếu ơi lên. Trời. Kéo Hiếu kéo. Uầy to thế. Con gì đấy. Uầy. Cá này giờ bao nhiêu đây này. Sướng không. Sướng không. Đi du lịch sinh thái ở Thái Bình sướng không. Anh nghe con chết rồi kìa, con kia chết rồi kìa. Ngập bùn chết rồi kìa. Bắt nhanh ông chết này. Con này nổi bụng rồi này. Nhiều ở đây con chết rồi này. Ngập bùn chết. Nhanh lên không. Đầy mặt. Đây đây đây, đi vào đây. Ôi cá chép vàng kìa. Ôi cá nước cái. Du lịch miệt vườn sinh thái Thái Bình. Anh vừa ngó thôi dọn sạch đi, có gì cho bọn nó xuống, chấp cho bọn nó xuống. Bọn cá trôi. Chấp cho bọn trẻ con xuống đây nhỉ, vay nhỉ. Cá trôi không có không câu được nhưng là vẫn còn. Đây này, đây này, đây này. Thôi con bé bé thôi, bắt những con to đi. Toàn cá rô nhỉ. Toàn cá rô ấy này. Này bên kia đầy kìa, góc kia đầy. Chạy ra đấy đi. Chạy hết ra đấy rồi. Này tát cạn nước. Anh đừng cào lên, đừng cào lên. Ngọc bùn nó chết đấy. Đây đi con này. Xót hết cả tay. Cô chi chả thèm bắt. Đây vui vui. Anh có thấy không, người ta phải mất tiền người ta đi du lịch như này đấy. Thì dược. Anh
biết là thì lớp Thị Dương là mất mấy trăm nghìn để đi du lịch như này không, bắt cá không? Thì Dương là 200 một lần, 200.000 một buổi đi bắt cá như này đấy. Kéo qua gầm gống đi. Trên Hà Nội bà ạ, trên Hà Nội là mấy trăm nghìn một buổi như này đấy. Tùy mùng, tránh bẩn. Ông bẩn hết rồi. Nhiều cá chưa? Đây. Bắt được sướng nhưng chất lượng cá này không ăn mấy. Đây này nhớ không? Ô phẳng, bà vào bên đây cháu. Đấy, bà cái xúc cái loại này không à? Quanh đây không à? Chị chiều. Cô ăn giống phi. Ô bông, mày em cái đấy ra đây bôi. Trong này của nó còn phi. Không có chén chén với cái lọ của đây anh ra được quẩy cho quẩy chỗ này chú nó đưa úi giày đấy thì lấy vật sao mà xe đi vào cái gì lấy vật đây đảm bảo đêm này về hai anh em đau chân không ngủ được. Bị ôi kìa. Đây mồm. Bắt luôn không chết đấy. Một bùn nãy còn mấy quần phơi bụng. Bà Vương ơi, bà Vương ơi, bà vào đây, bà vào. Bà Vương cầm cái bà từ góc kìa. Dạ ôi đây này. Nhiều nhau rô phi này. Bà thì cần trao chỗ này đảm bảo mấy chục quần liền. Đây này bà Vương này, bà Vương này đây này, rồi bà cái chào của đống rồi này. Hết rồi. Lại đi một lỗ thụt đây. Thế lai à? Anh có thế lai à? Ôi. Thế lai thì đánh luôn trâu rồi đó, có tiền đâu. Có tiền đâu rồi? Cá chim kìa anh kìa, cá chim kìa. Hết rồi. Anh cút chân lên đi mới mệt. Bắt thì dễ. Không quay đâu. Anh gấp ở đây, rào cho mấy con kia cho mẹ bà đi. Lấy xong mấy cái khu đấy cho bà đi. Đấy. Mang đây cho bà thả chỗ đấy đi. Chỗ đây là cá thả đấy anh ạ. Kinh quá, cắn hết đi mặt em. Bụi nó nhiều quá, không mệt. Mình có chép to chưa? Bà có đi chạy, bà có chạy. Đây mẹ ơi, đây mẹ ơi, chứ nữa. Tránh ông bẩn.
Em con cá chim kìa. Ơi có con cá cá chim lai sờ vào sợ chết tiếp. Thả làm gì? Rồi, nó bắt đầu. Cố gắng. Cố gắng.
Tiêu. Em thấy là anh Hiếu nãy giờ đứng im chỗ không? Ngày còn mệt hơn cả. Không ổn rồi, không ổn này, không ổn rồi. Cái lỗi mà đổi để con sách cho con không đi. Tao đi làm cái gọi đi quán không tao đi làm rồi. Thả cái này kéo lên. Đấy nhìn cái cá nhiều kìa. Kìa nó chết mất kìa, bắt tao không kìa ông chết. Này, tập trung ra cái hố này rồi cho sách cho chạy chứ. Tập trung ra cái hố. Ra cái hố ấy rồi nó chuyện. Lúc đầu con Huyền chắc là ngủ xưa ra nên mà nó chân ngài.